Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, ở chương trình Sao Hay Chữ thì những người chơi sẽ có cơ hội được ôn lại những câu ca dao trong kho tàng ca dao phong phú của Việt Nam chúng ta. Và một cái điều quan trọng là họ phải đưa ra được đáp án nó trùng khớp với đáp án của chương trình. Là bởi vì với tính chất của ca dao là tính chất truyền khẩu, từ người này truyền qua người kia, giống như là mình nói rỉ tai truyền miệng vậy đó. Nhiều khi tam sao thất bản, nó sai đi chút xíu, nó khác đi vài ba chữ, và đó là những dị bản, cũng là một trong những cái tính chất đặc biệt của ca dao. Và người chơi nếu như họ đưa ra những dị bản không trùng khớp thì không được tính, và phải trùng khớp với đáp án của chương trình thì chúng tôi mới ghi nhận. Và đó là những điều đặc biệt thú vị mà chương trình Sao Hai Chữ sẽ mang đến cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay. Xin mời. Bốn khách mời đặc biệt. Nhỏ xíu xìu xìu, quen thuộc, duyên dáng, dễ thương. Xuân Tiến. Xin chào tất cả mọi người. Em, chương trình này á, ngoài cái vụ kiến thức ra còn phải có cái vụ mà sức bền, phải có cái vụ mà chạy rượt cho lẹ. Không, em chạy lẹ lắm. Lẹ không? Em luồn lách kinh khủng khiếp lắm anh. Nhưng mà em dòm thấy cái chiên phía đó không? Cho em thử cái nha. Thấy cái dùi đó không? Cho em thử cái. Phóng lên coi tới không? Cho em đánh thử cái nha. À. Được. Rồi, cảm ơn em. Thùy Dương. Dạ, em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Sao Hai Chữ. Em rất vui hôm nay được đến đây để cùng chơi trò chơi này với mọi người, cùng chơi trò chơi này với anh MC Đại Nghĩa, và cùng chơi trò chơi này với tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Yeah. Đây là cái bài văn mà Thùy Dương luôn nói với tất cả mọi game show khi em tham gia, đúng không? Đâu có, cái tiết tấu nó sẽ khác nhau. Tiết tấu khác nhau hả? Dạ. Tại vì anh nghĩ là có một bài một tông em thuộc từ nhà rồi, em nằm lòng rồi, cho nên đến đâu em cũng phun ra y chang vậy trơn. Anh phun trào văn phong ngôn ngữ ra nhiêu đó thôi. Cái này hai anh em mình biết với nhau thôi, tự nhiên anh khui ra chi vậy? Giờ biết hết rồi, mai mốt em phải đổi kịch bản mới nữa. Nên đổi nghe em. Ừ, có một kịch bản mà xài hoài ta nói. Thì Dương, đây tiếp theo. Dạ. Tiên đồng ngọc nữ. Anh sao nói xong rồi anh hứ vậy? Anh tự luôn. Phải, muốn ca ngợi mới đem lắm mà như nói xong thấy mình hơi lố đó. Hoàng Mèo, Đại Ngọc Trâm. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Ủa sao nói năng ngọt ngào dễ thương quá vậy? Dạ thôi vậy, em dễ thương mà. Em dễ thương xưa nay, không phải mới đây đâu. À, dễ thương xưa nay rồi đúng không? Dạ. Đến với chương trình này là mình sẽ phải có rất là nhiều kiến thức về ca dao, thơ ca Việt Nam. Hai vợ chồng tự tin không? Yeah. Trời ơi, ở cái nhà đó, hai chồng có hay làm thơ tặng nhau được kia không? Dạ không. Không luôn hả? Không. Xưa giờ chưa bao giờ viết một cái lời mùi mẫn tỏ tình, văn thơ lai láng dành cho nhau sao Trâm? Chưa bao giờ luôn Nghĩa ơi. Dạ. Không có đâu, hồi lúc em quen bả là em chuyên môn lấy tựa bài hát em tặng bả không bộ. Bài gì? Em đang ở bờ bến lạ hả? Anh bên anh là biển rộng bao la. Đó, đó. Nên chạy chạy anh hiểu không? Nghe quá à. Sao thú à. Thì nghe em nổi da gà. Nổi da gà. Không phải, em lấy tên bài hát chứ anh nghĩ sao em nghĩ ra được mấy câu đó vậy? Thì bởi biết là bài hát cả đó, nhưng mà tự nhiên khi ghép vô cái vụ nó nghe nó sến như vậy trơn á. Mà em thấy hay mà, lúc đó em thấy hay. Tại vì yêu em. Dạ. Còn giờ hỏi lại nữa coi. Giờ thấy sao? Giờ hay không chị? Giờ thấy hoài. Tự nhiên giờ à, em ơi em ở đâu đấy em này kia đó. Đến với chương trình này mình cứ hãy để cho tâm hồn mình nó lãng mạn đi nha, nó trở về cái thuở mười mấy đôi mươi đi. Dạ. Cái thời mà hay văn thơ la láng này kia, chim cò này nọ, rồi thơ ca này kia. Dạ. Bởi vì nó rất cần thiết cho chương trình của chúng ta, và điều đặc biệt là chưa chắc gì hai vợ chồng còn đứng chung một đội giống vậy được đâu. Dạ. Mình sẽ phải phân đội dựa vào một trò chơi dân gian trí tuệ. Wow. Cần phải vận dụng đầu óc, đầu kiến thức để mình có thể vượt qua cái trò chơi khủng khiếp này. Đó là trò chơi tạt lon. À, trời ơi, trí tệ kiến thức dữ luôn em, á. Nếu em không suy tính à cái góc chỗ này là ha, cái hướng ném, hướng chọi của mình nó như thế nào, tính mình phải chia ra à, bao nhiêu độ cự ly này ha, bao nhiêu mét ha, 90 độ. Cái đó mình tính là nó thuộc về não, nhưng mà còn cái tay mình là nó hành thì động. Em phải tính trước chứ, rồi sau đó mình mới kết hợp với là cái hành động của mình. À, nhắm cự đôi cự ly này ha là 40 độ này ha, nghiêng về cái phía bắc này ha, bên đây 20 độ nghiêng về phía nam này nha. Gió thổi hướng nào đúng không anh? Thì mình mới thắng được trò chơi này. Chơi tạt lon cực quá. Trò chơi dân gian trí tuệ bắt đầu. Đó. Sao anh? Trời ơi, dễ. Giờ làm sao? Cái này giống từ Cô Linh phiên bản Việt quá. Nói gì gió, đợi em xíu. Hả? Cái gì vậy? Có không? Đò hướng gió hả? À, đò hướng gió. Tới không? Tới rồi.
nhiều khi gió cao quá em thấp nó lọt ở phía trên sao không đem đo lại chắc ở đây là cái ảnh tứ phía luôn á, là gió tứ bề luôn rồi. Ờ vậy ngon rồi, vậy ngon luôn, ngon ngon. Biến hướng gió rồi, biến hướng gió rồi, biến hướng gió quá. Dạ đầu tiên Tiến một trái, Thùy Dương một trái, tức là mỗi người chỉ được một trái thôi, tay cầm sẵn đi em. Dạ. Đó bốn người là mỗi người một lượt, ai nhiều lon hơn thì xem những người đó chiến thắng. Chuẩn bị Thùy Dương trước. Rồi, em phát pháo nha. Rồi, rồi. Một em nhắm thẳng trong kính camera kìa, phan vô chơi về sớm. Trời ơi, thì về sớm không phải là dưới này cái đầu ra mà trên kia vậy. Đâu em đang đo mà, em đang đo 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 đo. Chuẩn bị một hai ba. Trời ơi, tuyệt vời luôn, không một lon nào ăn nha. Tới lượt em tiếp theo em. Ông này tôi nghe chắc đi theo luôn quá. Không thấy cái thế cũng chửi. Em thi Olympic cho anh. Đó. Cái gì? Olympic Mông Điền Kinh. Bắt đầu ta thấy kỳ rồi đó. Đó nè, ta để coi được không nha. Cái thế đó, đó. Đó. Đó ứng gió đồ. Đó đồ. Wow. Trời ơi ta. Không còn lon nào không luôn. Tiếp Đại Ngọc Trâm. Ừ đi luôn nha. Không một cái nào qua đây đứng luôn. Đó. Sáng tạo hơn em luôn nhưng mà cái kết quả y chang em. Đó là bây giờ. Tới tầng lên. Mới ngắm nghía nè. Đó. Đó. Ủa vậy có mình mình em thắng. Một mình em thắng coi nè. Coi nè. Đó đi luôn thấy chưa? Quăng ra cho mấy nhỏ nó lụm cho chấm dĩa trơn trọi. Trời ơi trời. Và thưa quý vị, trong cái trận chiến khốc liệt vừa rồi, chỉ có một mình Xuân Tiến là chiến thắng oanh liệt nhất. Một là Tiến có quyền được chọn không anh? Tán một cái là rơi hết tất cả. Em được chọn. Em được chọn đi. Em thấy ai xứng đáng nè. Bụng bự quá. Giờ bụng luôn hả? Không được. Anh nghĩa cũng không được. Ừ. Thôi em sau một quá trình em tìm hiểu, em thích anh Hoàng Mèo. Nghi ngờ quá. Ô xịn, ô xịn. Ô xịn, ô xịn. Ô xịn em. Cái bụng xịn à? À cái bụng xịn à, chứ phải độn à. Đâu có. Rồi, như vậy là Xuân Tiến quyết định chọn qua Mèo, Trâm qua đây với Thùy Dương. Rồi. Đúng rồi. Ơi. Chơi mà chơi dở thì chung đội. Đúng không? Hai đứa mà chơi dở chơi chung đội là vừa lắm. Em gọi gì? Chị. Em tạc có chúng cái lon nào đâu. Đâu em có người thắng nè. Em hên là được người ta lựa chọn nha. Thì đó. Đó. Chị chồng chị cưng chị lắm đúng không? Đúng rồi. Chị nói ảnh nhường đi. Đâu có. Không có. Em là đội trưởng mà. Đây đội trưởng. À đội trưởng. Em đội trưởng. Người chiến thắng chọn tên đội đi. Nhìn hai anh em là biết như thế nào rồi. Trời ơi mình ngon lành luôn chứ. Ngon lành. Ừ. Bởi vậy lấy tên đẹp trai. À. Nơi cưỡng ép chút xíu. Đẹp trai hả? Đúng rồi. Đẹp mà trai á, đẹp trai. Đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Bên đây, giá mới đẹp gái là mà. Đúng rồi, lục tục quá. Xinh quá. Xinh quá. Xinh quá. Đẹp trai xinh quá. Được á, được. Đẹp trai và xinh quá. Trời ơi. Giống như toàn hàng mỹ nhân vô đây chơi không vậy đó. Được. Đẹp trai. Xinh quá. Quá. Anh không thể nào thốt ra được. Chứ bao giờ em đi chơi game show nào em thấy MC đọc tên đội chơi mà ngưỡng ngưỡng vậy. Anh này cố gắng. Ngày anh nuốt cái lưỡi anh luôn. Khỏi ăn cơm tự nhiên no luôn. Kỳ quá. Tự nhiên ủa chứ cha chưa ăn cơm mà sao no ta. Quá ra ăn luôn cái lưỡi nào không hay. Đẹp trai. Xinh quá. Về chỗ. Dạ. Ăn cơm. Cơm gì quanh cái giống như vô học vậy đó. À vậy hai em cứ đến giờ ăn cơm. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu ca dao hoặc những câu thơ lục bát để chúng ta tìm hiểu. Dạ. Ba dòng thi. Đội nào mà sau hai dòng số tiền thưởng còn nhiều hơn thì xem như đội đó giành chiến thắng và bước vào dòng đặc biệt. Mỗi một câu ca dao là câu lục bát, nó sẽ hiện lên trên cái màn hình trước mặt các em là 14 ô chữ được che đậy bằng những cái ký tự đã mã hóa, và chúng ta sẽ phải tìm lật những câu chữ đó lên để chúng ta đoán xem câu ca dao đó là gì. Mua ô chữ bằng tiền, cho nên anh sẽ cung cấp cho mỗi em, mỗi nhà một số vốn đáng kể để chúng ta gây dựng, tạo sản nghiệp cho mình. 20 triệu cho mỗi gia đình. Ok, khởi nghiệp có 20 triệu là ngon quá rồi đúng không? Quá ngon. Đó, các em với lời gợi ý của anh để đoán coi cái câu đó là cái câu gì mình đã từng đọc ở đâu rồi, quen không quen. Sau khi nghĩ ra được đáp án, lại lên đây giật cái dùi. Đây là một cái trận chiến khốc liệt, là bởi vì hai bên cùng biết là phóng lên một lượt, bên nào đánh trước bên đó mới được quyền trả lời. Đánh beng, trả tiền để mình được mua cái quyền trả lời. Trả lời là phải mua. Đúng. Đoán chữ là mua. Đúng. Tất cả đều phải mua. Không phải đi về. Ở đây có hai cái bản, là cái bản khi các em muốn sử dụng để xin quyền ưu tiên, xin quyền trợ giúp. Quyền đầu tiên đó là cái quyền mà mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai,
trả lời miễn phí. Quyền thứ ba là quyền cấp vốn. Khi mình cảm giác mình sắp phá sản ha, tiền bạc eo hẹp quá, mà bây giờ thì xung quanh con cái này kia nó đòi khát sữa, đòi mua quần áo mới này nọ, mà không có tiền nữa thì dơ cái bảng lên xin cấp vốn. Lúc đó anh sẽ cấp vốn cho các em. Cấp bao nhiêu là tùy vào cái tình cảm của anh dành cho các em như thế nào. Nhiều hay quá, anh nghĩ dễ thương quá à. Anh nghĩ đẹp hoài, anh đẹp hoài, anh nghĩ thôi. Ôi trời ơi, tới đây ai cũng khen tụi cô đó để xin được cấp nhiều vốn. Tùy tình hình lúc đó tôi sẽ cấp cho các em là bao nhiêu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng có tên là khởi động. Chào đón tất cả quý vị đang đến với vòng đầu tiên, vòng khởi động. Câu đầu tiên, nhớ cân nhắc lựa chọn cái ô nào nó mang tính chiến lược để mình mở ra và mình đoán. Hãy nhớ ca dao cũng như thơ lục bát là nó có cách gieo vần. Mời ô chữ. Đây, bây giờ các em nhắm thử coi mình muốn mua cái ô nào được ba ô đó. 500 A6 B6 A6, B6 rồi gì nữa? A6, B6 là A1 ha. A1, A6, B6. Bên đây, mua ô nào? B1, B8 B1, B8 và A5. A5 hả? Anh nghĩ A3. A3 cũng được, cái nào cũng được. A3, B1, B8. B8. Rồi, gợi ý như sau. Câu ca dao có nhắc đến các từ dân gian về con nước trong hiện tượng thủy triều. Mở ô chữ. Đoán được gì không? Cứ bàn tính với nhau. Cả hai đội đều không có đáp án. Thì bây giờ anh sẽ mở ra một lượt mua thứ hai. Không, mở lượt mua bán dứt thứ đi. Hai dứt một không? Nhà dứt. Mua thêm ba em ô quánh chuông dành nha. Dứt luôn phải không? Đó, ngon lành luôn. Mọi người ơi, thời điểm lịch sử của đội đẹp trai đánh đi, người ta chạy lên tao đánh bây giờ. Lịch sử hoài. Rồi đọc đi em. Đọc đi anh. Ôi cái gì em? Chị kỳ vậy. Em đã quyền đánh chuông rồi. Chăm sự nhờ anh. Không sao anh, bình tĩnh. Bình tĩnh. À, đọc nha. Đọc đi. Lên đánh chiên dữ dội lắm, giờ đọc đi. Nước lên rồi, nước sẽ rồng. Đố ai biết được con còng. Vô hang hay vào hang vậy đó, giờ đang chọn cái đó thôi, vô hay vào thôi. Vào hang đi. Vào hang hả? Đọc luôn. Câu lên nghe có ý nghĩa gì không? Có anh, nước lên rồi, nước sẽ rồng. À. Đố ai biết được con còng vào hang là cái nước sẽ lên rồi nước sẽ rồng xuống. À. Đố biết được cái con còng á. Nó vô hang chưa? Nó vô hang chưa thôi. Trời ơi hay quá ha. Thế kỳ, thường kỳ quá. Rồi giờ chốt không? Chốt không? Chốt không ta? Chốt. Thôi lỡ theo rồi theo luôn anh. Đây là đáp án. Sai. Gần quéo thôi. Quéo rồi. Thấy chưa? Bảo đảm cho cái từ từ đâu đây nè. Đọc thử câu của mình thử. Ừ, vì em gần rõ. Ví dụ như nói dù rồng thì người ta hay nói cái gì ngược lại. Có phải chưa lên không? Đúng rồi. Nước lên rồi, rồi nước lại rồng. Rồi nước lại rồng. Đố ai thấy được con còng trong hang. Giờ vậy nè, nếu hoang mang quá mình để mình mua lượt thứ hai đi. Mở lượt hai đi. Mở okay. Lượt hai là 500 một chữ nữa đó. Mở lượt hai. Rồi mình à. Mình mất 1.5 triệu rồi đó. Giờ mình mở một ô thôi. B3. B3. Bên đây muốn mua ô nào? Nè, B7 đi. Không phải, anh đang sợ là nước nông. Nước rồi, nước sông với rồng thì nó có dính, nó có gì với nhau đâu. Thôi mình mua B3 với A2 đi. B3 nè, đố ai nè, đố ai rồi cái gì nè. Mua thêm cái gì đi. B3. B5 à. Mua thêm. Rồi ok, B7. B7, bên đây mua gì? Có quyền không mua. Nhưng mà người ta mua tới 2 ô, lẽ mình không mua kỳ quá. Trời ơi, đang thua mà. Thua gì? Ôi, thua đẹp trai nhưng mà 2 triệu rưỡi rồi. Nhưng mà đàn ông. Đàn ông. Thôi đàn ông. Dán gì tới đàn tự nhiên mua hay không mua. Đàn ông là lúc nào cũng phải hơn phụ nữ. Đàn ông là bao giờ cái việc đi chợ cũng không bao giờ đảm đang được hết. Thôi nghĩ mua A2 đi, A2. Một cái ha. Dở A2 đi, mua một cái thôi. Em mua một cái. Mua A2 hoặc A5. A2 đi. A2 đi. A2 đúng không? Mua thêm A5 đi. Còn cái thôi. Bảo tồn tiền. A5 đi. Còn anh sao? Một người đàn ông có gia đình rồi nè. Người đàn ông có gia đình rồi, mình dở hết là dở hết luôn rồi đó. Trời, chơi lớn vậy luôn hả? Không, không, em dở A2, A5 là em dở hết rồi. Còn từ kia là em dễ biết rồi. Thì đó, bởi em kêu dở một cái thôi. Trời, chơi luôn, một dở gì đó. Dở một cái thôi. Dở cái thôi không? Dở một cái luôn. Chuẩn bị. Mở chữ. Nước lớn. Nãy chị nói nước lớn.
Trời bỏ đuôi guốc. Đố hay. Đi dựng đất con còng trong hang. Đố hay lắc gì trước? Con còng trong hang. Tưởng. Rồi đọc đi em. Nước lớn rồi nước lại rồng. Rồng. Lại rồng. Nước lớn rồi nước xẻ rồng. Nó êm hơn phải không? Đố ai bắt được con còng trong hang? Nước lớn. Nãy bởi vậy tôi nói xẻ ha. Năm đi xẻ. Không chịu ai mua hết. Rồi. Nước lớn rồi nước xẻ rồng. Đố ai bắt được con còng trong hang? Chốt chưa? Chốt. Nói luôn nè. Sai thế. Nước lớn rồi nước gì? Vô lý quá vậy. Sao có lên đánh chiên không? Không thể. Từ từ anh cho em nước bây giờ mua thêm đi. Ủa nãy mình nói gì? Nãy mình nói gì? Nước lớn rồi nước lại rồng đúng không? Nước lớn rồi cũng nước sẽ sẽ rồng. Giờ mua thêm rồi. Nước lớn rồi lại sẽ rồng. Gồm gồm hai chữ. Trẹo miệng lắm luôn á. Thấy trẹo miệng lắm. Mua đi. Không biết. Nhưng mà lỡ khi cái câu trẹo miệng đó là cái câu ngày xưa người ta ép vô là sao? Nước lớn rồi. Mình còn một nước câu chưa lớn mua. Rồi, nước lớn rồi nước cũng nãy rồng. Mới mua con ô à. Mới con ô à. Ô, tôi giờ thay năm đi. Khoan khoan em đợi cô sao nè. Đố ai bắt được con còng trong hang. Vậy là mua A5. Nè. Bây giờ nếu em mua nha, khi em mua mở ra một cái thì hai bên lại có quyền đánh chiên như nhau. Ok, nha. Dạ em hiểu. Ai chạy lên đánh chiên trước thì đó thắng thôi. Nè bây giờ mở một cái là em lên cái chiên em đứng luôn. Thôi đứng rồi chạy. Ngồi sẵn ai cho. Ủa dạ. Em ngồi bên đây em quay mặt ra đây sẵn. Không. Được. Tôi không chấp nhận. Mở A4 đi. A4 đúng không? Cho tức trời. A4 là hợp lý luôn đó. Trời chơi luôn. A4 A4 phải không? Chú Bi. Tiến quay qua sẵn. Tiến. Đây. Chú Bi. Giờ em dài lắm. Yên tâm đi. Mở ô chữ. Trời ơi. Trời ơi. Ông chạy lên chậm hơn người ta. Chưa chưa. Cầm được cây dù còn để rớt. Trời ơi. Anh nói chỉ cần mở cái này thôi là. Đừng mở A5. Mở A5. Bên đây đánh chiên. Mở là hợp lý nè. Thôi cho bên kia nói luôn á. Đọc. Đúng rồi, cái này đáng lý do phải mở A5 mới là khó đúng không? Khó đoán cái A4. Thật sự ra là làm sao mà biết được hai cái đó nó khác nhau. Nước lớn rồi lại nước rồng. Ê sai nha, sai sai. Sẽ sai sai. Tại vì đó là kỹ nha. Kỹ nha, cái ô A5 này hơi bị. Im lặng, đừng có gây nhiễu loạn người ta. Nước lớn nè, thì thể nước rồng. Rồi đọc đi. Sai sai sai. Bình tĩnh nha. Nước lớn rồi. Bình tĩnh. Nước rồng. Sai. Đọc đi. 2, 3. Nước lớn rồi lại nước rồng. Đố ai bắt được con còng trong hang? Chốt chưa? Chốt đi. Chốt. Rồi. Nước lớn rồi lại nước rồng. Nước rồng. Đố ai bắt được con còng trong hang? Nè. Nói thẳng vô mặt một lần nữa nè. Đúng rồi. Đánh dùng Mỹ Nam ghê. Nước lớn rồi lại nước rồng. Đố ai bắt được con còng trong hang? Tức là cũng có khi mình sẽ nghe là nước sẽ rồng. Nó cũng hợp lý luôn đúng không? Nhưng mà phải đưa ra cái câu nó trùng khớp với đáp án của chương trình thì mới được tính điểm 10 triệu cho đội. Xinh quá. Đâu có anh. Có lợi nhuận. Tiếp nè. Câu số 2. Mời ô chữ. Căng quá. Căng quá. Giờ sao ta? Lần này ưu tiên lục mua trước luôn. Đi mua trước luôn. A1, A5, B5. A1 A1, A6, B6. A6, B6 nó trùng nhau. Thì đó, trùng dần á. A1, B5. A1, A5, B5. A1, A5, B5. Dạ. Sao bên đây? A5, B5 rồi phải không? Quảng dạ, ảo luôn. Dạ, đây mua A6. A6. B1. B1. B3. B3. A6, B1, B3. Trời, câu này dễ lắm. Coi ai chuẩn bị phóng lên đỉnh chiên trước nè. Ủa Tiến cởi áo luôn hả Tiến? Dạ. Không mấy mình cởi giày này kia luôn không? Thôi sao? Giày không quan trọng. Cởi áo thun luôn không? Cởi bây giờ tình bình tĩnh nè để coi cái câu đó câu gì mới chạy nè chứ chạy lên mất chịu gửi kỳ lắm. Câu này dễ, câu này dễ. Dạ dạ. Mời các em xem hình ảnh kỹ. Hình ảnh kỹ. Ủa? Ớt. Ơi ớt. Thôi, anh không đọc gửi thêm nữa đâu. Nhiêu đây thôi là đủ rồi. Mở ô chữ. Ủa nè chân em nữa nè. Chạy. Mở ô chữ chạy. Em trước. Tôi trước. Trước nào? Người ta gõ cái bàn cái bị sản rồi á. Tiến nó có gõ mà.
Gõ nào gõ? Có. Em gõ cái bon cái mà. Cách không nghe. Cách người ở đây dòm thấy điều đó. Ủa em có gõ mà anh có nghe không? Em có nghe. Không em nghe. Không nghe, em không tại nghe. Tại vì bên kia gõ lớn quá, thằng Tiến nó tai nó nhỏ, nó gõ nhỏ. Mọi người không thấy. Xích lại âm thanh giùm em. Đây, mời mọi người xem lại hình ảnh vừa rồi. Em trước. Trời ơi. Thì Dương gõ trước. Trời ơi. Tiến ơi. Đập đi Dương. Dạ, ớt nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Ủa, bộ hai gái này hay ghen lắm hả? Dạ có, em ghen dữ lắm á. Dạ em ăn ớt dữ lắm hả? Dạ không, em biết ăn ớt. Chốt chưa? Chốt. Hai gái bên đây có vẻ tự tin ha. Đúng rồi mà ta. Kêu chị hẳn. Cũng nhớ vậy câu á. Câu này bao lâu nay luôn. Em cũng nhớ vậy á. Thì anh nói rồi, ca dao Việt Nam nó có những vị bản. Nhiều khi nó phải sai cái nguyên câu, mà nó sai một từ nào đó thôi. Tiến, chuẩn bị. Thiệt luôn hả trời? Đây là đáp án. Sai. Gõ nhanh, gõ nha. Từ từ. Từ từ, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Ok, cái lại bèn một cái nè. Gõ đi. Nè, nghe cho rõ đi mọi người. Đọc. Ớt nào mà lại chẳng cay, gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng. Khoan nha. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng. Đúng rồi đó, chỉ lại đó đúng á. Chốt chưa? Chốt. Nãy bên kia thiệt ra tụi em sai có một từ thôi. Dạ. Chắc sai có một từ thôi. Và bây giờ đội đẹp trai. Tại vì nó không được cái từ đó. Em nói giùm giờ, em nói giùm giờ. Đội đẹp trai. Dạ. Xin trân trọng thông báo cho các em biết, đây là đáp án. Sai. Ủa hả? Quên nữa hả? Ủa em sung vậy? Ớt nào mà lại chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Hồi nãy mình sai một từ phải không? Bây giờ mình sai ba từ. Bây giờ mình sai hai từ. Chắc chưa? Chắc chưa? Giờ sao? Quán từ từ. Từ từ. Lại không, cái câu này là đúng rồi nè. Giờ còn cái này là cái gì? Cái câu này là gì? Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Ớt nào mà lại phải không nào. Thì là bên nó mới sai xong đó. Sao có ai muốn sử dụng quyền mở miễn phí không? Mở không? Mở không? Mở là giờ chạy nhanh nè. Bây giờ không mở, bây giờ gõ chuông đọc luôn. Đọc sai mà. Là mất triệu nữa. Mất triệu nữa à. Dù thà giờ dùng quyền mở miễn phí, mở ra cô đó coi lại gì, đúng không? Mà chạy không kịp cũng vậy à. Bây giờ anh giờ chạy Hoàng đi. Chạy. Giờ anh Hoàng chạy đi anh Hoàng. Không. Không. Đọc luôn. Giờ lên mở tiên đi. Đọc luôn. Ừ đọc đi. Sai nữa à. Tôi tin vào người đàn ông có tuổi nè. Niềm tin. Rồi 1 triệu nữa. Mỗi lần gõ là mỗi lần sót. Nóng cái ruột quá. Đọc đi. Ớt nào thì mà lại chẳng cay. Lại mà. Lại ớt mà. Ớt nào lại mà. Lại mà chẳng cay. Không được, không có vô. Từ từ, từ. Nãy là đọc là ớt nào mà ớt chẳng. 5 giây thôi, 5 giây thôi. Mà chữ mà nè, sao chữ mà nè. Ớt nào 4 3 ớt lại chẳng cay. Ớt nào ớt lại chẳng cay. Đúng. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án. Sai. Đổi chỗ luôn, đổi chỗ luôn. Chịu nữa rồi. Tôi đã nói bên kia hồi nãy lần đầu tiên đọc đúng, chỉ sai đúng từ A3 thôi. Đúng từ A3. Ờ. Đã đúng nha. Câu mà cái này là đúng mà, cái câu này nãy đúng nè. Anh chỉ lộn mình câu mình sai dưới đây nè. Gây lộn. Gây lộn. Ủa tại sao mình lì lộn tới mức mình không mua ta? Hồi nãy em nói ok. Sao? Người ta nói gừng càng già càng cay. Gừng càng già càng dai. Lì. Gừng càng già càng lì. Càng lì càng dai. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để chờ hai cô gái mới đi đọc nè. Chốt đi. Dạ. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Chốt chưa? Chốt. Đó. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Sai cái nè. Sổ quá à. Mình mất 1 triệu mấy cần. Tiếc, tiếc. Chuẩn bị. Ủa? Đâu đây? Ủa? Chờ chiều khác anh. Thôi vậy rồi, xong rồi. Mở đi. Đây là đáp án. Mình chỉ sai của từ A3 thôi đó. Chính xác. Dạy. Trời ơi. Không tin luôn cái câu này hay đọc hả?
hàng ngày. Đúng mà rồi, không ngờ nó là chính xác lại là chữ là. Hồi xưa giờ mình đọc là ớt nào mà ớt chẳng cay không ạ? Thì bởi anh nói rằng ca dao mình có những cái dị bản là vậy. Có những dị bản, thật ra câu em đưa ra đâu có sai đâu, rất đúng. Câu đó là cái câu mà mình nghe vẫn rất là quen thuộc, dạ, đúng không? Nhưng mà nó có những cái dị bản. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Ngon rồi đó, đó nãy mới giờ là cái khó của chương trình này, phải đưa ra dòng trùng khớp. Mình thua 2 vòng rồi. Ôi triệu dành cho đội gái xinh. 3 vòng rồi đó, mà thua 2 vòng rồi đó. 2 vòng. Bởi rồi, nói rồi đừng có cố chấp. Mua đi, lấy một cái quyền miễn phí ra mua là xong rồi. Không, lên gõ chiên cho bằng được. Câu số 3, mời ô chữ. Thôi em quyết định đi. Em quyết định đi đi. Còn gì nữa đâu mà mất anh. Còn gì đâu nữa. Mua ô nào. Tiếp ha. Mua hết. Em mua, mua, em mua hết. Mua hết anh. 3 ô tối đa. Cũng vậy luôn. A1, A2, A3. Chơi lớn luôn. A1, A2, A3 hả? A1, A2, A3, ok. Căng vậy. Trời luôn, ừ, anh giờ anh nghe lại tiếng anh luôn á. Bên đây, mua nào. B5677 không? B5677. Ừ. Ha. Ừ. Hay là B1, B6, B7. Thôi, đây mua mặt tiền rồi mình mua. Mình vô hẻm ha. Vô hẻm đi. B5, B6, B7. Hẻm cục hay hẻm lửng? Rồi ý. Hẻm không, hẻm lửng. Ê, Hoàng, Hoàng. Cái câu gửi này nó hợp tình hợp cảnh với cái đội của em bây giờ lắm luôn á. Trời, chắc nói với thân phận đàn ông hả? Rất hợp tình hợp cảnh với đội này bây giờ nè. Câu ca dao này được dùng để so sánh những cuộc đấu tranh không cân sức và kết quả sẽ thất bại. Trời, sao đau vậy? Ủa anh có lựa câu hỏi vậy? Mở ô chữ. Trời, ngon luôn. Ê, đó, tỏ tình anh. Em anh em rồi, trời giờ. Từ nhỏ đi học không học mấy cái tình nhiều nên bởi. Có ngày vỡ đôi. Sao, có đoán được không? Anh nói nghe nè nữa. Em ơi. Giờ sao nếu không đoán được mình mở tiếp lần anh nói được bán thứ hai. Em dùng quyền không? Em nói gì? Em ơi, anh có hôm nay. Giờ mình mở lượt bán thứ hai nha. Bên đây muốn mua ô nào? B1, B2. Ok, bên đây. A4 mình. Ừ. Một cái thôi. Rồi, mở ô chữ. Dây đá. Không, cái B8 nè, cái B8 này nè anh. Đọc đi em. Vỡ gì vậy? Vỡ gì vậy? Chắc chưa, toan vỡ tung. Vỡ toan, vỡ đôi, vỡ tung. Toan vỡ tung, vỡ đôi. Vỡ các kiểu. Đọc nè. Em ơi, anh bảo em này. Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan. Chốt. Sai. Nó tung, nó toan, nó các kiểu. Vỡ banh. Ừ. Vỡ banh. Ủa, coi cây dao mà kỳ. Vỡ banh nghe nó kỳ. Cây dao nghe nó không có đẹp á. Nó banh. Đây là đáp án. Chính xác. Em ơi, anh bảo em này, trứng chọi với đá có ngày vỡ tan. Giống như câu này tụi em đang nói với bên đây hay sao á. Bớt suy nghĩ lại. Anh ơi, em bảo anh này. Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan. 10 triệu dành cho đội xinh quá. Dạ, 30 triệu rồi, dạ. Kết thúc vòng 1 rồi nha. Ủa, sao dụi mắt buồn vậy? Để coi số tiền thử mình còn lại nhiêu. Nãy giờ đầu tư hơi nhiều, mỏng thu lại tiền nào, đồng nào hết trơn trời. Xinh quá, 37.500.000 đồng. Yeah! Ngon. Đẹp trai, 11 triệu. Ôi, mới thua 9 triệu à. Nhầm gì? Mình kiếm 37 triệu anh. Đây, vòng 2 lấy lại. Để chắc coi không? Lấy được hay không nha. Và chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Sao Hay Chữ. Và đây sẽ là vòng 2, vòng ô chữ độc quyền. Câu 1, mời ô chữ. Đây, ưu tiên cho trai đẹp, đẹp trai. Đẹp trai. Mua trước nè, chọn ô nào mà xin lời đó. Hai này thì xin lời chắc nè. Đó, mua đi. Thiệt. Có thêm một cái nữa không? Thì em mua được 3 ô mà. A1 nè. Rồi, chơi luôn. A6, B6.
thấy chưa, thấy trước mắt thấy lời lời đó. Lời lời đó. Rồi đó. Mua đầu tư này không bao giờ mà lỗ hết trơn, yên tâm. A1, A6, B6. Vị trí đắc địa đó. Đó. Bên đây, sao? Đại gia. Hai nữ đại gia. A3, B1, B2 ạ. A3, B1, B2. Rồi. Gợi ý câu ca dao thể hiện cảm xúc trái ngược nhau. Chuẩn bị, mở ô chữ. Cái này nó nhiều vị bản lắm, cái câu này. Đúng rồi, nó nhiều vị bản. Không biết là nó nằm trong cái vị bản nào. Ủa bên kia hai người đàn ông trầm ngâm vậy? Ngủ hả? Đâu có anh. Căng quá anh. Căng quá. Câu này căng thiệt. Câu này chưa nghe bao giờ hả ta? Nghe rồi, bảo đảm. Nhưng mà tại vì mình mua nó lên mới có 3 từ rồi, thành ra là mình đúng rồi, tại vì mình mua ngay. Thì bây giờ nè, nếu như các em không đoán được, anh sẽ mở lượt bán tiếp theo. Mua của chủ đầu tư. Em mua của chủ đầu tư. Ok, mở lượt bán thứ hai. Hay à. Mở lượt bán thứ hai. B8. Bên đây vẫn được mua trước. B8. Bởi vì bên đây đang nghèo quá, cho người ta ưu tiên chút xíu. B3, B8. B3, B8. Mua 2 ô thôi hả? B3, B8. Không, mua thêm đi. Khoan. Mua thêm đi. Mua nhiều bán lại. A2, B3, B8. A2, B3, B8. Mua trước những vị trí đắc địa rồi. Bây giờ giống như là mình B3, B8. Giờ mình mua 5 ô có 5 triệu. Okay. Ngon bộ. Em mua A5, B5, B7. Rồi, mở ô chữ. Sao chứ? Lên nó chiên hả? Sao? Hay là mua cũng chắc đây đi đó, ha? Nè, không nha. Tự nhiên 6-7 triệu mua bên đó, ổn quá. B6 rất quan trọng. B6 rất quan trọng nha. Rất là dễ lẫn lộn nha, đừng tưởng. Mua B6 đi. Cái gì? 7. Nè. Ừ. Em đi không? Lên đánh chiên. Đánh chiên hả? Rồi B6 mà hét giá quá. Bây giờ B6 dễ thương xíu đi rồi coi là mua nè. Khoan, nói nghe nè. Nếu mà tự tin quá, đánh chiên một cái pen, mình đọc lên đúng không? Nếu như mà mình đọc sai thì khác nào mình gợi ý cho bên kia những cái ô mà mình đã có sẵn. Cũng đúng đáng không? Sợ thật nha. Bây giờ thử nè. Nên mua đi. Bây giờ giảm giá đi. Giảm giá đi nè. Thì mua nè. Kìa, bán không? Bán lấy lại chút vốn không nè. Bán số B6 đi, dầu sao mình cũng biết từ đó rồi. Bán cái này là tiêu. Bán cái này cái bên kia lên nó lụm một cái. Bon. 20 triệu. Thôi vậy bán A6. A4 vẫn chưa biết. Bán A6. 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu mua không? A6 7 triệu. Chứ nhiêu mua được? 2 triệu. 2 triệu hả? Đi về ngủ. 2 triệu thì 2 triệu là gấp đôi giá đầu tư rồi. Em dùng cái quyền kia nha. Ừ, để mình mua chữ cho chắc luôn. Rồi mua chữ miễn phí. Mua chữ miễn phí. Ô nào? A4 mở lên. Mua miễn phí luôn. Tên tên tên. Sao? Okay. Mua B4. Lên đánh phải không? Để từ từ coi. Mình sẽ đọc thật nhanh. Đọc thật nhanh. Mình sẽ đọc thật nhanh. Thôi. Tôi sẽ nhớ thật nhanh. Ok, nếu mà mới mặt trật thì coi như là xả lọc. Sao? Rồi, đọc mình nhiều quá rồi. Mình giàu quá. Mình đọc nhiều quá. Mình giàu quá mà chị không sao hết á. Yêu ai, yêu cả đường đi. Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Chưa nãy em đọc đúng đó. Đúng xong lên đánh chiên. Mình là khúc kia mình hơi bị lấn cấn. Lấn cấn gì? Cái này yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả cái chữ này. Cái chữ này nè. Chữ tông hả? Dạ. Rồi nãy không tìm ra được. Tiến có nghĩ là chữ tông không? Có. Mình xong đánh chiên. Nè. Trời đất ơi, dòng 1 can đảm bao nhiêu, dòng 2 sò bấy nhiêu, phải chi mình lên đánh chiên cái được 20 triệu. Lát nữa đánh nha. Thôi được rồi, người cao tuổi sẽ im lặng để người nhỏ tuổi làm việc. 20 triệu cho đội xinh quá. Yeah. 57 triệu đó. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét tà cả tông chi họ hàng. Hoặc là cũng có những cái gì bạn là ghét ai ghét cả đường đi lối về. Hoặc là thương nhau thương cả dáng đi. Và thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Còn hoặc cái là, của em là đọc là ghét cả tông ti. Tông ti. Dạ. Cho nên anh nói cái B6, cái từ chi á, là cái từ nó cũng rất quan trọng. Hoặc là có thể bị lộn là chữ ti. Không, bên nó giỏi thì phát hiện được chữ chi hay. Đó. Tiếp. Câu số 2. Mời ô chữ. Thôi. Trả ra. Câu này lấy nè. Chắc không? Chà. Đại gia, mua trước đi. Ưu tiên, đất mặt tiền nở hậu được kia thoáng mát. Lụm nè, A1, A6, B6 nè. Chắc chắn phải là có B6 nè. Chắc chắn phải có B6. A1, A4, B6. A1, A4, B6. A1, A4, B6. Bên đây. Dạ, quốc B1, B2, B3. Rồi thôi chơi luôn. Ừ, anh nghe hết, bây giờ là em đúng hết đó. Chắc không? Bây giờ là em đúng hết. Đằng nào cũng thua. Đằng nào cũng thua rồi.
B1, B2, B3. B1, B2, B3. Em có điên không vậy? Ít ra phải có một cái câu. Phải có một cái câu để mà. A2 đi. Không ra đại. Bỏ B3 lấy A2. B3 lấy A2 đi. Đúng rồi, nên vậy. Có một cái chữ gì đâu. Quên rồi, nãy giờ không cho con đi học. Không có được rồi. Gợi ý. Câu ca dao ngụ ý rằng chỉ có trải nghiệm thực tế mới đánh giá bản chất của con người được. Mở ô chữ. Nó nhỏ rỉ tai này kia ha. Dông Quyên. Ờ, Dông Quyên ha. Mở ô chữ. Mở ô chữ. Miễn phí, không tốn tiền. B5. Rồi, B5 mở miễn phí một ô. Thấy không? Làm sao đoán ra? Mua đi chứ mình trả lời lỡ bệnh biết cái câu trả lời. Ừ. B5 bán nhiêu? 10 triệu. Thời buổi này cái dòng mà bán là... mà bán hàng mà thông không cảm. Không anh nhầm có tính mà, trong đầu á mà... anh nhầm tính trong đầu, bây giờ bên đó chắc chừng 3-4 triệu. Còn cái chừng 3-4 triệu thì đó sao mà bên mình như mà bên mình mấy chục rồi, mấy chục rồi, buôn bán mà chơi luôn, bỏ 10 triệu. Ừ, chơi luôn. Hoặc là trả giá xuống chút đỉnh 8 triệu. Bớt triệu xin, chút bớt đi, bớt đi. Trời ơi, buôn bán bớt 2 triệu, bớt 2 triệu, buôn bán để nhiều để tiền lấy để cho con đi học nước ngoài đó. 8 triệu ok đó em, bán đi 8 triệu ok rồi, giá đẹp đó. Không, tại vì B6 dính quá, thà tụi em có A6, bây giờ tụi em không biết B6 là gì. Vấn đề là bây giờ trừ tiền nãy rồi, trừ 8 triệu, trừ bên kia. Ê, bên kia 8 triệu thì mua không? Mua luôn, ok. 8 triệu đúng không? 8 triệu. 8 triệu B5. 8 triệu B5, nhớ nha, đóng bên đây lại, mở bên kia ra. Làm sao đoán ra từ đó, đúng không? Mua B1. B1 đi, B1. B1. Ngon đó. B1 bán nhiêu? B1 bán nhiêu? Trời ơi. Không, B1 là mấu chốt. Không bán. Không bán được. Không giờ bán. Em giữ làm gì, em cũng đâu đoán ra đâu. 8 hay 10? 10 đi. Ở đây gà thôi, này chứ. Mười không mua. Mười mua kìa. Mắc lắm, bớt đi. Mua của chủ đầu tư. Ừ, đợi chờ. Mười không mua, hai bên không mua, phải mở đợt bán mới thì mình mua mấy chữ còn lại ra. 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu ok. 8 triệu ok, từ này khó. Bớt nữa đi. Thôi 8 triệu rồi. Thôi bớt nữa. 6 triệu. Không bán đâu. 6 triệu. Không. Không. Rồi thôi mua luôn. Ok. 8 triệu. Giao dịch thành công. Đóng bên đây lại. Đóng. Mở bên kia ra. Hay không? Ngon không? Rồi bây giờ mình đợi mở bán đợt mới. Ok, hai đội đều không có đáp án, anh sẽ mở bán đợt tiếp theo. Mời, đẹp trai. Muốn B7, mua B8. Em mua B7, B8. B7, B8 hả? Bên đây. Bển mua rồi ha. Bển mua B7, B8 rồi. B3, B4. Cái A2 á. Ồ, cái A2. Thôi mua B3, B4 nè. Rồi, B3, B4 luôn. B3, B4. Mở ô chữ. Thấy không? Sao có ai đoán được gì không? Bên kia đoán không? Lên đánh chiên cái đi. Đoán chưa? Tự. Bán không? Mua gì? B7 hoặc là B8. B7 hoặc B8 muốn bán cái nào cũng được. 8 triệu. Mở ô. Mua 2 ô luôn đi. 16 triệu. Là mình còn nhiêu tiền trời? Không, mua 2 ô thì đương nhiên là phải giảm giá. Nãy bán ô 8 triệu rồi, bán 2 thủy, ô phải giảm giá chứ. 12 triệu. Thôi anh. 12 triệu 2 ô hả? 15 triệu. Ừ. Mắc lắm. 12 triệu. Trời ơi. 14 chúng triệu. Chúng có 20 triệu mà nghĩ sao bán 15 triệu. Ừ. 10 triệu. Quá đáng. 12 triệu. Bán cắt cổ bởi vì... Hồi nãy anh kêu 12 triệu. Cái dòng mà bán hàng, nghĩa là lát cổ hàng chi. Cái dòng cắt cổ. 12 triệu 2 ô luôn nè. Mua luôn 2 ô nè. 12 triệu 2 ô. 12 triệu nè. Kìa, 12 triệu 2 ô kìa. 12 triệu 2 ô. Ngon, ngon, ngon. Bán. Bán. Ok, giao dịch thành công. B7, B8. Đó. Lên đánh chiên đi, ra hết rồi còn gì. Nhưng mà cái này nó hay bị cái đó không biết. Mua luôn. Hay. Bên đó đã bảo không đáng ra đâu, đừng ngồi nghỉ. Bán nữa không nè. Ê, bên này muốn mua nữa nè. Bên này giàu quá, mua nữa kìa. Mày nó còn nhiêu tiền rồi? Hai, cái A2 đi. Bán đi em, bán đi. Tại vì nó cái hai từ nó đều có thể thay thế. Thì đúng rồi. A2, ta muốn mua A2 kìa, bán đi. Thôi luôn, bán luôn. Bán A2 kìa. Nhiều. 8 triệu. 6 triệu đi. 6 triệu được rồi. Thôi bán lẻ mà. Hết tiền rồi. Mua bán rẻ lại đi. Thôi bán 6 triệu đó. 6 triệu ok, giao dịch thành công. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đấy, chữ kia. Mình không mua là chết ngắt. Đánh chiên không? Gì nữa? Lên đánh chiên. Đánh chiên, đánh chiên. Lẻ. Đánh chiên. Ê, cái kia có chứ ở đây là mình quên hết câu của mình rồi đó. Dùng cái quyền miễn phí đi. Dùng quyền trả lời miễn phí. Đọc một lần thôi đó nha. Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết dạ ai thế nào. Chốt chưa? Chốt. Không được lựa chọn nữa. Chốt. Nãy giờ mình đầu tư rất lớn. Nếu như bây giờ mình trả lời đúng câu này được 20 triệu
thì vẫn còn thâm vốn, đúng không? Nãy hai từ đầu là hết 8 triệu, cho mỗi từ là 16 rồi nè. 16 thêm 12 triệu cho cái 78 cái nữa là nhiêu? Là hết 28 triệu rồi. 16 với 12 là 28 rồi. 28 với cái từ này 6 nữa là 34 triệu. Mà bây giờ sai một cái thôi đi về ha. Còn 20 triệu. Nếu mà cho dù mình thắng chăng nữa, mình cũng còn lỗ mười mấy triệu. Lỗ hết mười mấy triệu. Anh Hoàng đi tập thể dục. Thôi đi tập thể dục kiếm tiền xài nè. Bởi vậy giàu rồi mà. Em ở không không cần đếm hết rồi vẫn có tiền xài. Không cần nghe luôn anh. Bởi vì người ta mới là chủ đầu tư. Nãy giờ mình bán được cũng kha khá đúng không? Dạ. Cái nhiều lắm á anh. Đó, rồi nãy giờ mình không tính đó. Luôn á mình chỉ. À, đây là nó người bán. Ta cỡ nào người ta mới làm chủ đầu tư. Chính xác. Có tiền có tiền lỗ nhẹ. Từ thì có tiền đã. Tiền mà. Đúng lỗ vẫn nhẹ. Vẫn tiền bệnh mà ta đúng không? Bây giờ bên đây coi như là cũng ngon lành rồi nha. Ngon lành. Không tự nhiên cần có cấp vốn nữa, ngồi yên không có ba mấy triệu trời ơi. Ba mươi mấy triệu. Dạ xin thông báo một hung tin cho hai nữ đại gia biết. Ủa mình nghèo hơn rồi hả? Đùa. Đâu? Ủa mửa gì? 12 triệu, ở đây 8 triệu. Đừng tính, bây giờ nói cho nghe, khỏi 18. Tính, tính ra đâu. Nói chung là vốn liếng của hai gia đình bây giờ là sàng sàng ngang nhau rồi nha. Nha, bên vốn liếng là... như nhau rồi đó. Bên em băm máy rồi đó. Đó, bởi vậy cho nên là phải cẩn thận. Đây là câu cuối cùng của dòng 2. Mời ô chữ. Thôi bây giờ chơi mời hai nữ đại gia chọn trước nè. Hai nữ đại gia chọn trước rồi ta. Chọn trước kìa. Mình mua bên kia bị luôn. Đó đó, chị mới nói là mua đi đúng, chơi đúng, bên đúng, kia đúng, bên đúng, kia đúng, tịch luôn. Mình quên khúc đó. Sao B6 sao? Gì? À, A1 đi ha. A1 ok, A1 A6, B6. Bên đây mua B3 A2 B3 B5 ok A2 B3 B5 gợi ý câu ca dao nói về người keo kiệt, người ta cho mình thì được, đến khi người ta mượn lại thì khó chịu tính toán. Mở ô chữ. Lạ lắm thôi bí lù. Câu này rất lạ. Ai ơi khó ai khó khó nè cái đúng. Này mới khó nè đúng. Cái B3 khó nè. B5 cũng khó. Sao? Lạ quá lạ rồi. Có muốn mua bán gì của nhau không? Bên được. Đây cũng có mấy từ ngon luôn. Bán đắt lắm. Bên kia B6 và A6 đều khó luôn. Giờ mình mua lại là bên đó cắt cổ mình. Bởi vậy không mua. Không, bán cao lắm chừng 8 triệu giống như mình bán vậy nè. Bởi nó cũng học lóm mình rồi. Rồi, câu này anh nghĩ rằng khó. Cho nên là bây giờ mở liền cái lượt mua bán thứ hai luôn nha. Dạ. Dạ. Mở lượt mua bán thứ hai. Rồi bên đây chọn trước đi. B1, B2. B1, B2. Ừ. À, B4. Thật ra câu này B4. Lô nào cũng ngon hết. B1, B2. B1, B2, B4. B1, B2, B4. Bên đây. Giờ mình cũng ngang ngửa với người ta tài sản, mình không thua kém gì. A3, A4, B7 ha. A3, A4. A4, B7. B7 hay B8? B8. A3, A4, B8. B8. Rồi. Dạ. Mở ô chữ. Trời sao cái câu này nó lạ lỏng. Ôi. Cái gì vậy? Mấy cái từ gì vậy trời? Mua lại của nhau thôi. Bây giờ mình đã hết lượt mua bán rồi. Với chủ đầu tư hai lượt thôi. Mua lại đi. Mua lại đi. Bên kia mua không? Mua B6 bán nhiều vậy? A6 cũng khó lắm. Mua nguyên cặp đi. 10 triệu được không? Được. 10 triệu được. Được không? Cặp 10 triệu. Ok. A6, B6, 10 triệu. Hồi nãy mình bán 12, mình phải mua 12 triệu. Ờ. Mà giờ đòi mua ngô, bây giờ mua ngô. Vậy thôi tôi mua ngô. 8 triệu. Ồ, 8 luôn, triệu. 8 triệu. Trời ơi, okay, cắt cổ. Nãy anh bán người ta y chang gì, cắt cổ gì. Em bán 6 triệu. Đúng rồi. 8 triệu. 8 triệu. Hai từ đầu là bán 8 triệu. Đúng rồi, đâu có biết bạn có mua nữa hay không, mà mua chơi nữa luôn. Giảm nữa. Mình đầu đằng nào cũng biết rồi, đúng không? Rồi mua B6. B6, 8 triệu. Giao dịch thành công. Mở. Đó, sao đoán ra? Sao đoán ra? Là lên gõ nha, chứ không có xong rồi đứng im. B3 bán nhiêu? B3 nhiêu? Bây giờ bán 8. Rồi bán thối, 8. Thối tiền lại y chang nãy. 8 triệu luôn. 8 triệu luôn. Rồi. Ok, bán. B3 bán. Đó. Trời ơi. Sao ra, đúng không? Không mua làm sao mà đoán ra? Kinh khủng. Thiệt, từ này sao đoán ra được. Sao? Toàn từ nghiệp. Mua bên trên đó đi. A2, A3. A2, A3 bên kia bán nhiêu? 10 triệu không? 12. Giải ra mình cũng bán thấp lại đi. Rồi người ta mình mua lại của người ta bán đồng giá. Đúng không? 10 triệu. 10 triệu mua không? A2, A3. 10 triệu. Bán.
A2, A3 đóng lại, mà nhớ nha. Đó. Rồi, bên kia mua lại đi. B1, B2 bán 10 triệu hả? 10 triệu luôn, bán lại 10 triệu. Trời. Bán. Nhớ nha, phải nhớ nha. Nhớ đóng nha, nhớ lại. Mua B4, mua A6. B4 hả? B4 đi. B4, mua B4, B4. À. B4 6 triệu. B4 và A6 luôn. B4 và A6. 10 triệu. 10 triệu. Ok, bên kia bán không? Bán. Mở bên đây, đóng bên kia. Đó. Có ai là đánh chiên không? Ê, dùng quyền miễn phí đi, chờ đỡ tốn tiền. Rồi, xuống đây anh. Bên kia chú ý lắng nghe. Đọc. Mình ăn 3 bữa. Mình ăn 3 bữa thì cho. Đúng. Gạo mượn. Xét. Xét chén. Sách mò. Đi đòi. Đi đòi. Chốt chưa? Chốt. Bên kia nghe rõ chưa? Dạ rõ. Đây là đáp án. Để em cười phụ. Đấy. Giảm lực quá vậy. Sai. Đúng một chữ. Hay à. Nè. Lên đánh đó, chiên nhanh. Lên đánh chiên. Ôi ơi. Thôi nữa nè. Đọc. Cơm ăn 3 bữa không cho. Gạo mượn. Xét chén. Sách mò đi đòi. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án. Sai. Anh đã nói rồi, bên kia sai có một từ thôi. Mình, hồi nãy mình là gì? Nè, đánh chuông luôn nè. Mà bây giờ em làm sai thêm từ nữa rồi đó. Quang. Ủa, hồi nãy em nghe rõ rồi chứ. Hồi nãy em đọc cái gì? Cơm ăn 3 bữa thì cho. Đó. Gạo mượn. Xét chén. Sách mò đi đòi. Chốt chưa? Chốt. Chốt đi anh, đọc lại. Đã chốt. Và đây là đáp án chính xác. Ủa sao nãy mình nghe từ đó ta? Sao nghe ra không cho vậy hai chị? Sao nghe sao anh không cho vậy trời? À, anh đã nói là cố ý nghe cho kỹ đi. Sai có một từ là cái từ cơm thôi, bên kia sửa là từ sao mình. Sao nghe nó thành chữ không vậy ta? Em đã nắm chắc phần hẳn. Hồi nãy mình nói là bằng ngày. Sơ sót đã vượt mất chiến thắng. 20 triệu cho đội đẹp trai. Wow. Thì ghê không? Ghê không? Đội nào vậy? Chiến thuật thôi. Chiến à, mà đội nào thắng vậy? Đẹp trai. Để coi số tiền thưởng còn lại của hai đội là bao nhiêu. Đội xinh quá, số tiền thưởng còn lại 32.500.000 đồng. Đội đẹp trai 36 triệu. Tưởng là phá sản tới nơi, nhưng đến nhờ những cái sự bên kia người ta sơ ý, người ta mua quá trời mua, người ta dung tiền qua cửa sổ thảy lên lại. Phụ nữ mà phụ nữ mà thảy vô cái shop là quên đường về luôn đó. Đúng rồi, cà mà hết thẻ thì thôi đó, mất thẻ luôn, cà mất thẻ luôn. Cái này anh Hoàng Mèo có kinh nghiệm. Được lắm, được lắm. Hai nữ đại gia. Được lắm. Sao thấy thế nào ngày hôm nay? Thấy hơi bị bực nhẹ. Đúng là vậy, bị bực bản thân mình á. Chị Trâm ơi, hay vẫn không bằng hơn. Chị Trâm vui vẻ không quạo. Cho lại. Em có thêm kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Giận quá liếu lưỡi. Kinh nghiệm trong kinh doanh. Ok. Kinh doanh cần phải cẩn trọng đúng không? Cẩn trọng liên tục. Với từng khoảnh khắc của hiện tại. Nhất là với cái cảm xúc của mình đó em. Đúng. Cảm xúc có thăng hoa dễ bứt dây đi luôn lắm. Đó. Và chúng ta sẽ chia tay với hai nữ. Chia tay với hai người phụ nữ không còn là đại gia nữa. Trời ơi. Còn hai đại gia mới nổi, Xuân Tiến và Lê Hoàng Mèo, sẽ bước vào dòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Yeah. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của Sao Hai Chữ. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Ngon lành không? Ngon lành. Mà không biết có trả lời được không? Bà xã của em đó Hoàng, bà xã của em là đang hậm hực ngoài đó đó nha. Nếu thắng được 100 triệu về thảy vô cái là êm liền. Ngon nha. Ngon. Đây, mời các em xem. Giờ muốn mở ô nào? Đọc lên. Anh Hoàng chọn chứ. Dạ, A1, A6, B6. C1, C2, D5, D6. D5 thôi. M1,
E6, F6. Thì mở luôn ở trên là D1, D2, D3. B1, B2, B3 hả? D. Ở trên anh mở B1, B2, B3 đi. B1, B2, B3 luôn. Ở dưới là M1, M2, M3, M4 đi. Câu 1 vẫn còn thiếu một ô nữa kìa, mới có 6 ô à. Vậy B8 đi anh. B8. Còn dưới còn 4 ô nữa. F2, F3, F4 đi. Rồi, một ô nữa. 6. F8. E hả? E5. E5. Rồi, như vậy là các em đã mở đủ 21 ô. Nghe luôn cả những lời gợi ý của anh nha trong vòng 120 giây. Mở ô chữ. Câu 1, câu ca dao nói về ý nghĩa của sự tích giả tràng. Nhanh anh. Giả tràng, xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chốt không? Chốt. Chính xác. Câu 2, câu ca dao là lời khuyên khi nhìn sự vật cũng như con người phải cẩn trọng để thấy rõ cốt lõi bên trong, chứ đừng đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Đẹp người hả? Ừ, đẹp người. Đúng rồi. Đọc lại. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Chốt không? Chốt. Chính xác. Câu số 3, câu ca dao hay được những chàng trai dùng để tỏ tình với cách ví von như xính lễ trong cưới hỏi. Ước gì anh hóa ra cơi để cho em đựng câu tươi chậu vàng. Chốt không? Chốt. Chính xác. Hay vậy. Trời ơi, còn tới 60 mấy giây luôn á. Trời ơi, ba câu giả tràng, xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Hay quá Tiến ơi. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Ước gì anh hóa ra cơi để cho em đựng câu tươi chậu vàng. Câu ba là anh bí lù á, câu ba mốt thiệt. 100 triệu đồng. Khủng khiếp thiệt. Đâu quá, anh Hoàng mới giỏi. Hai anh em đều giỏi được chưa? Giỏi cái vụ mà anh lật kèo đó. À, cái buôn bán thì mình biết rồi, mình phải buôn bán chứ, mình phải tưởng dễ không thể mà thành có thể. Tưởng phá sản tới nơi mà giờ thành đại gia phố núi. Dạ, ghê lắm. Ngon thiệt. 136 triệu đồng. Bữa nay vui không Tiên? Dạ vui anh. Vui quá hả? Có tiền rồi. Sao quà? Này vui em anh. Nói, em nói rằng trời sao cái gì mà căng thẳng hại não em quá mà. Căng lắm anh. Phải căng thiệt. Nhưng mà hồi nãy là anh không biết thiệt hay là cái chiêu? Không cái biết chiêu thiệt. Không? Thôi. Thiệt. Hả? Không biết thiệt. Thấy gương mặt ụt ra là biết không biết ụt rồi. Ụt ra là không biết, em biết cái thơ là anh dở lắm. Nhưng mà em bị cái là không có quyết đúng. Quyết định được. Quyết định. Để có cái bởi vậy em quyết định. Dạ. Mà em không có quyết đoán đó. Cho nên là em đã ngồi yên và để cho bên kia em ta dẫn trước điểm. Nhưng sau đó giận may, trời ơi tao đã thời tới cản không kịp tại chỗ này nè, đúng không? Hốt hay không hốt là lúc đó đó. Nhưng mà cảm ơn anh Nghĩa, chủ đầu tư quá xuất sắc. Rồi anh dụ á. Đừng nói vậy mất công, người ta trách thờn anh tội nghiệp. Do là hai bên nhiều khi là máu lửa quá. Dạ. Không biết kiềm chế. Bên kia hiếu thắng quá được không? Về nói câu đó với vợ nghe nha. Ừ, nói là ngủ ngoài đường rồi. Luôn dạ. Nha. Hôm nay đội đẹp trai xuất sắc có được một số tiền rất lớn. Chúc mừng hai anh em đã tới với chương trình Sao Hay Chữ. Yeah. Và thưa quý vị khán giả, những cái sự hấp dẫn vui nhộn của chương trình Sao Hay Chữ vẫn sẽ mang đến cho quý vị khán giả hàng tuần lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với cặp vợ chồng Vũ Công Xuân Thảo và Đình Lộc. Tiếp theo bên đây áo trắng người kia tinh khiết như sương như mai buổi sớm gì đó, Hằng Ping Pong. Còn cậu trai đứng kế bên kia, Phương Nam.